Dạ, xin chào ban giám khảo, em và chào quý vị khán giả. Bạn ơi, bạn tên gì và bạn đang làm công việc gì? Dạ, em là Hoàng Lê, tên thật em là Phương Thảo. À, hiện em đang là giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ạ. Ngày trước mình cũng đã từng đi hát rất nhiều nhưng mà cũng rất là lận đận thi, và cuộc thi cũng không thành công. Và sau đó thì xuất hiện nhiều cái trào lưu âm nhạc mới thì nó lại không phù hợp với mình. Thì mình nhìn nhận là như mình đang bị lọt thỏm giữa một rừng âm nhạc quá nhiều màu sắc, thì giống như mình bị chìm trong đó và cảm hứng âm nhạc của mình nó bị mất đi. Tự nhiên mình từ một người mà rất là đam mê âm nhạc, tự nhiên mình thấy không còn hứng thú gì với âm nhạc nữa hết. Gần đây thì có một cô bạn thân của mình gửi tặng một bài thơ, sau khi đọc thì tự nhiên mình thấy nhớ Sài Gòn kinh khủng luôn. Tại vì mình cũng lâu rồi không có về lại Sài Gòn, và những cái hình ảnh về Sài Gòn nó tái hiện trong đầu của mình. Thì mình cứ tuôn trào cảm xúc và viết cái bài hát này, và được cô bạn đó động viên mình đi thi thì mình lên đường và tới đây. Em nghe không, Sài Gòn chiều mưa có con chim về cội ngoan như ngày em tóc rối xôn xao hàng me nguyễn du. Em nghe không, Sài Gòn vào thu nắng chuyện mình rất khẽ, em về thưa với mẹ cho anh đến chơi nhà. Sài Gòn hôm qua có tiếng cười nấp sau bành lá, phố đông người xe hối hả mà em đêm góc nhỏ hẻm quen. Sài Gòn bài ca không tên hát bên anh dạo xe chiều cứ xa, Sài Gòn cà phê xưa đã ngon như một vệt môi hôn. Sài Gòn ngày nào sao mắt em vương buồn, cổng trường chứng vương anh đứng đợi, chiều mưa răng ướt mi em. Sài Gòn như em anh vẫn luôn đi tìm, anh yêu Sài Gòn từ dạo ấy, như yêu em ngày anh biết dại khờ, như yêu em ngày anh biết dại khờ, như yêu em ngày anh biết dại khờ. Tôi cũng là người yêu Sài Gòn vô cùng. Tôi nghe bạn hát tôi cảm đấy. Giọng hát không quá xuất sắc nhưng mà rất tình cảm. Tôi thấy là bạn thực sự yêu cái điều bạn đang làm ha. Và bạn cho người ta cảm thấy một cái chút gì đó nó phản phất cái tâm tư của bạn. Khi bạn hát cái bài này, người ta cùng trải lòng với bạn. Người ta hình dung trong đầu, hát tới đâu cái tôi hình dung theo bạn trong đầu những cái sự kiện mà bạn đang vẽ ra bằng âm nhạc, bằng giọng hát của mình. Tôi thì tôi thích bài thơ. Cái lời của bài thơ tôi rất là thích. Cái sáng tác của bạn ấy thì nó không có mới. Tôi không nói là nó không hay, nó sẽ có rất nhiều người thích, sẽ có rất nhiều người đồng cảm với cái cách bạn sáng tác theo cái lối Sài Gòn đã chiều không nắng đã đi. Nhưng mà quá nhiều người làm như vậy rồi. Không, đôi khi em nghĩ là vậy nè anh Bằng Kiều. Đôi khi em lại thích cái sự giản dị đơn giản vậy đó. Đôi khi nhưng không nhất thiết cứ phải là mới. Tại vì đôi khi nó trở thành một cái trường phái á. Có những cái bài nhạc mà về Sài Gòn mình mở giai điệu lên, mình nghe cái giai điệu đó mình mới biết nó là nhạc Sài Gòn. Mình nghe là mình biết nó là nhạc Sài Gòn liền. Tự nhiên cái mình nó có một cái phong vị riêng của nó. Thì tôi ở cái góc độ này thì tôi lại ủng hộ bạn. Là tại vì mình giữ được cái này, tại vì cái chất thơ, cái chất nhẹ nhàng và giản dị. Đó là ý kiến riêng của mỗi một người thôi, thì tôi nghĩ là như vậy. Nó giản dị và nó không mới, anh Bằng Kiều biết vì sao. Nó là một cái cách viết gọi là viết nhạc thơ đấy, viết nhạc theo thơ. Đúng rồi, căn bản. Có nghĩa là thơ đến đâu thì mình viết nhạc đến đấy. Dạ vâng, vâng. Nếu còn hai câu thơ mà nhạc nó đã xong khúc thức rồi mà vẫn còn hai câu thì mình viết nốt hai câu nữa.
Đấy, nó cứ liên man. Đấy, 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 đúng không? Nhạc phổ thơ thì cái đó nó không đòi hỏi nhiều mà, gọi là kỹ năng sáng tác. Đúng rồi, đúng rồi. Mà nó quyết định nhiều bởi cái bài thơ. Đó là lý do vì sao là anh Kiều thích bài thơ là vì vậy. Thành ra là bản thân tôi thì tôi cũng không ấn tượng nhiều về cái sáng tác của bạn cũng như là cái cách hát luôn. Mà đúng là bạn có một cái bài thơ mà nó chắc là nó cũng đã rất là gây cái xúc động với bạn. Thành ra là bạn mới có được một cái gọi là cái sự trình diễn nó có tình cảm đến như vậy. Và đó là cái phần duy nhất là có thể gọi là gây ấn tượng đối với tôi ở trong cái phần trình diễn vừa rồi. Bây giờ thì tôi chỉ hỏi một câu đơn giản thôi, là bạn vào vòng trong bạn sẽ mang đến cái gì? Ban đầu em có tới đây và em có nói là em sẽ tới đây bằng hai cái bản ngã lớn nhất trong con người của em, đó là sự nồng nàn và sự mãnh liệt nhất. Thì sự nồng nàn em đã thể hiện rồi, thì nếu em được vào vòng trong thì em sẽ thể hiện phần dữ dội nhất của em. Nó là gì? Rock hay là gì? Dạ, có thể là rock. Nếu như mà rock thì tôi lại không đồng ý. Tại vì vấn đề không phải là tôi không muốn xem bạn cá tính. Tôi không phải là không muốn thấy cái sự nổi loạn trong con người bạn, mà chỉ là đơn giản là vì tôi không đánh giá cao giọng hát này. Tôi chỉ đánh giá cái chất tình cảm của bạn trong cái bài đối với Sài Gòn vừa rồi. Bởi vì tôi là người Sài Gòn nên tôi yêu cái mảnh đất này vô cùng. Nó chạm vào cảm xúc của tôi. Chứ thực sự ra nếu mà nói về cái thẩm mỹ nghệ thuật thì cái bài vừa rồi thì nó cũng không phải là cái gì đó quá ghê gớm. Đúng như bằng Kiều và anh Huy Tuấn nói. Vì vậy nếu mà tôi nghĩ là bạn chỉ tập trung vào giọng hát thì tôi nghĩ không có cái để phát triển. Nên tôi nghĩ là tôi sẽ không đồng ý. Và tôi cũng không đồng ý. Cảm ơn bạn. Nhưng bạn có muốn hát thử một câu rock trước khi anh Bằng Kiều đưa ra quyết định không? Một câu gì đó đang liền. Well, I couldn't tell you when she felt that way. She felt that every day. I couldn't have her. I just want her make the same mistakes again. What's wrong now? Too many problems. Don't know where she belongs. Where she belongs. She wants to go home, but nobody's home. Just where she lies, broken inside. Why? Sao hồi nãy ông hát như vậy nhỉ? Nhưng mà đó là cái mà tôi lo lắng nó đã xảy ra. Tức là bạn hát tiếng Anh và hát tiếng Việt nó không có liên quan. Bạn hát tiếng Anh rất hay. Mà rất là chất. Rất là hay và rất là... Thực ra thì... Nó ngoài mong đợi tôi đấy. Cái hát tiếng Anh ấy thì nó dễ làm cho người ta hay hơn khi hát phát âm thì tiếng Việt. Đó là cái mà tôi vẫn... Và cái cách mà bạn ấy hát ấy... Nó giống cái phiên bản chính của bạn ấy hơn. Tức là cái cách phát âm cái tiếng Anh ra ấy. Em nghĩ là tôi cũng nên khuyến khích bạn một cái anh nhỉ. Tôi thì đúng là tôi rất là muốn khuyến khích. Tôi thì tôi đồng ý rồi. Rồi. Nhưng mà vừa rồi là anh Thành không đồng ý đúng không? Có thể sửa không nhỉ? Tại vì thật này thôi, bây giờ tôi xin phép, lúc nãy tôi vội vã quá. Tại vì đúng là bạn mà không làm, tôi không nghĩ nha, tôi không nghĩ là bạn có thể làm tốt được như vậy. Thật sự tôi không, đúng nhanh mặc dù nó là hai con người, nó là hai cái chất giọng khác nhau. Nhưng mà thế này này, dù gì đi nữa thì bạn cũng là người có tài, nên tôi sẽ khuyến khích bạn, tôi sửa lại cái ý kiến tôi một tí là tôi đồng ý. Dạ, cảm ơn. Vâng, bạn có hai sự đồng ý. Và tôi nhắc nhở bạn là khi nếu mà vào vòng trong bạn chọn ca khúc ấy, hay là bây giờ bạn hình dung một chút là bạn hãy lấy cái tinh thần mà bạn hát nhạc Mỹ vừa rồi để hát nhạc Việt. Đúng. Bắt đầu từ bây giờ mình phải có ý thức hơn trong việc lựa chọn nhạc Việt để hát. Tại vì mình biết là mình sẽ phải đi một chặng đường dài, ok? Rồi, chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Dạ, bạn cảm ơn. Cảm ơn. Là sẽ tìm lại con đường âm nhạc ngay trong lúc mà mình có nhiều năng lượng nhất.
nhiều cảm xúc nhất như bây giờ. Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.